Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức và review các sản phẩm đồng hồ của Roseco. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu với tất cả anh em một cái mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Tissot. Đây thuộc dòng sản phẩm T-Sport PRS 200 Chronograph. Mã của em nó là T1714844. Anh em có thể quan sát ở đây thì em nó mang đầy đủ những cái đặc điểm rất là quen thuộc của dòng Chronograph. Đó là cái hệ thống gồm có 6 kim, 3 mặt sắt dial ở vị trí từ 1 đến 2 giờ là phần mặt sắt dial để tính phần trăm giây, từ 9 đến 10 giờ là phần sắt dial để tính phút thể thao. Thì ở đây phần mặt sắt dial này cho chúng ta biết rằng là chúng ta bấm giờ khoảng 30 phút. Ở vị trí góc 6 giờ là cái phần mặt sắt dial để tính giây thông thường. Ở vị trí góc 2 giờ và 4 giờ là các cái nút bấm thể thao. Khi mình bấm ở cái vị trí nút bấm 2 giờ này thì cái chức năng thể thao sẽ được kích hoạt. Anh em có thể quan sát cần kim giây đã di chuyển. Bấm một lần nữa thì là kim sẽ dừng và cái phần kim hiển thị phần trăm giây nó cũng sẽ được kích hoạt. Đó. Và để khởi động lại toàn bộ hệ thống kim này thì ấn vào nút restart ở góc 4 giờ và bộ kim nó trở về vị trí 0. Về mặt sắp dial thì em nó sở hữu cái mặt sắp dial màu xanh navy nhìn rất là trẻ trung, kết hợp với phần cọc số nổi 3D rất là lớn, thể thao khỏe khoắn và cái vạch dạ quang rất là to, quan sát rất là dễ. Và mặt kim này thì em nó sở hữu cái kim hình nón hơi tù ở đầu, kết hợp với phần kim ở trên cái phần thân kim thì nó có các cái vạch dạ quang rất là to. Đặc điểm của dòng đồng hồ thể thao thì là các phần kim cọc số này thì đều là lớn, rất là dễ quan sát, và phần dạ quang này thì cũng quan sát rất là dễ dàng buổi tối. Ngoài tính năng bấm giờ thể thao thì ở phần mặt dial này anh em có thể quan sát thấy em nó có thêm cái tính năng là tính năng tachymeter, giúp cho em có thể đo được cái vận tốc di chuyển trung bình. Em nó sở hữu cái kính phẳng là bằng kính sapphire nguyên khối, cùng với phần niềng benzen này thì khá là lớn, có các cái vạch tính phút thể thao giúp cho anh em có thể tính giờ thể thao trong hoạt động. Em nó sở hữu núm vận chỉnh là dạng núm gen rất là chắc chắn, kết hợp với cái độ chịu nước rất là khủng là 200m thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho nó trong bơi lội. Đây là một mẫu đồng hồ máy quát, phần nắp lưng của em nó cũng là dòng thể thao thì thường cũng là nắp kín. Trên phần nắp lưng này anh em có thể quan sát thêm một số thông số như là phần mã của máy là T362462, thép không gỉ, kính sapphire nguyên khối, độ chịu nước là 200m. Mẫu T-Sport mình đang có ở đây thì có kích thước mặt là 40mm với bề dày là 12mm. Phần tay nắp rất là ngắn, khỏe khoắn. Thì với cái thông số như vậy thì em nó sẽ phù hợp với những anh em có chu vi cổ tay từ khoảng 15 đến 17 cm. Bây giờ thì mình sẽ lên tay để cho anh em cùng quan sát. Như phần cổ tay của mình ở đây thì đang là 14,5 cm nên là nhìn nó cũng đồng hồ nó hơi to một chút. Còn với những anh em từ 15 đến 17 cm thì đeo mình nghĩ sẽ là hợp hơn. Tuy nhiên là với khoảng 14,5cm mình thì đeo cũng là lên tay cũng được. Về phần dây thì mẫu T-Sport PRS 200 sở hữ cái dây thép đúc là bằng thép không gỉ 316N sáng bóng. Đây là một sản phẩm đã qua sử dụng nên là trên bề mặt của các cái mắt dây thì có các cái vết xước nhỏ. Về cơ bản thì anh em hoàn toàn có thể đeo mà không cần phải can thiệp gì cả. Còn nếu anh em nào mà thích cho em nó trở nên mới mẻ hơn thì hoàn toàn có thể đánh bóng rất là dễ dàng với cái thiết kế thép kim loại như vậy. Về phần mặt khóa thì nó sở hữu kiểu khóa hai lớp thể thao rất là chắc chắn, được làm dạng thép cuốn. Ở trên phần bề mặt khóa này chúng ta bắt đầu biểu tượng chữ T, biểu tượng quen thuộc của dòng T-Sport và cái dòng chữ PRS 200, thông số của cái dòng T-Sport PRS 200. Đây là một sản phẩm đã qua sử dụng và mức giá của em nói với Roseco là 3,5 triệu đồng, khoảng hơn 4% mức giá mới mà hãng nên biết.
Đây là mức giá rất là tốt dành cho những anh em yêu thích thương hiệu Tissot dòng đồng hồ Thụy Sĩ với cái phong cách thể thao khỏe khoắn như em nó. Để mua sản phẩm này, anh em vui lòng liên hệ cho Desco theo số hotline mình để trong video hoặc là đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng theo phần địa chỉ mình để trong phần mô tả. Nếu anh em thấy thích và thấy video hữu ích, vui lòng hãy like, share video cho những bạn bè của mình. Video của Desco xin đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.